các quy luật vốn dĩ nó đang tồn tại hết ở đây rồi. Và chúng ta không phải sáng tạo gì nữa, mà chúng ta cũng chẳng sáng tạo được, mà chúng ta cũng chẳng thay đổi được. Nhiệm vụ của chúng ta là hiểu được các quy luật và vận hành theo quy luật. Thực ra thì chúng ta hiểu đừng tư duy là đạo Phật, cũng không cần nhất thiết phải tư duy đạo Thiên Chúa hay là đạo nào. Nhưng mà về căn bản của trí tuệ loài người, nó chỉ chia làm 3 lớp thôi. Vốn dĩ chúng ta được sinh ra trên trái đất này thì có ta hay không có ta, thì các quy luật của vũ trụ nó đã vận hành theo quy luật rồi. Tôi lấy ví dụ, có ta hay không có ta, thì ở Việt Nam, miền Bắc Việt Nam là xuân hạ thu đông đã có sẵn rồi. Có ta hay không có ta thì đến mùa trăng lên, trăng phải lên, đến mùa nước lên, nước phải lên. Có ta hay không có ta thì con người vẫn phải già đi theo năm tháng, quy luật vô thường. Có ta hay không có ta thì vạn sự sinh rồi cũng đều phải bị diệt, không có cái gì là vĩnh cửu trong đời sống. Vậy Tuấn muốn nói là vạn quy luật nó đang tồn tại sẵn ở thế giới vũ trụ này, bao gồm quy luật hữu hình chúng ta gọi là quy luật của vật lý và hóa học. Thứ hai, quy luật của vô hình chính là các quy luật của triết học, là nó liên quan đến cái chuyện mà lòng người, tư duy. Vậy các quy luật vốn dĩ nó đang tồn tại hết ở đây rồi, và chúng ta không phải sáng tạo gì nữa, mà chúng ta cũng chẳng sáng tạo được, mà chúng ta cũng chẳng thay đổi được. Nhiệm vụ của chúng ta là hiểu được các quy luật và vận hành theo quy luật. Tuy nhiên, chúng ta được gọi 3 lớp người, là lớp đầu tiên là lớp vô minh. Lớp vô minh là lớp không có hiểu về quy luật, được gọi là lớp vô minh. Cho nên chúng không học, không hiểu về quy luật, cho nên chúng hoạt động sai quy luật, nên chúng bị gì ạ? Nhận cái quả đắng, quả xấu. Tôi lấy ví dụ, mình đã tham gia giao thông ở Việt Nam thì mình phải hiểu quy luật giao thông của Việt Nam là đi bên phải, lái bên trái, đúng không? Và cầm cái bằng của Việt Nam, đi theo luật của Việt Nam. Vậy anh đã tham gia giao thông là anh phải hiểu luật giao thông của Việt Nam. Nhưng ngược lại, anh sang Nhật Bản thì anh phải thực thi luật giao thông của Nhật Bản. Vậy thì vốn dĩ anh đến Nhật Bản hay anh không đến thì luật giao thông Nhật Bản đã có sẵn rồi. Vốn dĩ mình được sinh ra ở Việt Nam hay không sinh ra thì luật giao thông ở Việt Nam cũng có sẵn rồi. Và nhiệm vụ của chúng ta tham gia giao thông là mình phải học luật giao thông để không vi phạm vào luật theo tự nhiên. Tương tự như vậy, mình sống trong trời đất, mình phải hiểu quy luật của trời đất. Mình làm doanh nghiệp thì mình hiểu phải hiểu luật doanh nghiệp của Việt Nam. Nếu mình đặt công ty ở Mỹ thì mình phải hiểu luật doanh nghiệp của Mỹ. Nếu mình đặt mình sống trong đời sống này, mình tiếp xúc với con người, mình phải hiểu quy luật biến đổi tâm của con người. Và những người mà hiểu hết các quy luật của vạn vật chúng sinh thì người đó được gọi là trí tuệ giác ngộ. Như vậy phần đấy gọi là phần minh đấy, là trí tuệ giác ngộ. Như vậy anh hiểu hết các quy luật. Người ta nhìn một việc tạo tác, người ta biết người này vi phạm luật gì. Vì vậy nó mới sinh ra gì ạ? Những cái cuốn sách liên quan đến phong thủy, liên quan đến kinh dịch. Nhưng mà những cái sách đó thì nó lại chỉ dừng lại ở quy luật của một nhóm. Nhưng mà vốn dĩ là khi chúng ta sống trong trời đất, sống giữa lòng người, thì nó là tổng hòa đan xen của các quy luật. Và mình phải cân bằng các quy luật ở tính thời điểm,
chứ không phải cân bằng các quy luật ở tính chiều dài, mà cân bằng ở tính thời điểm. Cho nên cân bằng sắc nét nhất phải là cân bằng ở tính thời điểm. Ví dụ tôi tiếp xúc với 3 người, tôi phải cân bằng được cái gì ạ? Suy nghĩ của 3 người. Nhưng mà tôi tiếp xúc với 10 người, tôi phải cân bằng được suy nghĩ của 10 người. Và 10 người ở tính thời điểm thôi. Tí nữa có 3 người đến nữa là thành 13, tôi phải cân bằng ngay lập tức. Như vậy cái tính cân bằng ở tính thời điểm. Còn nếu anh học một quy luật thì nó không có đúng. Ví dụ anh hỏi là quy luật mà xịt lốp xe, thì anh hiểu được quy luật xịt lốp xe, nhưng anh lại chết cái quy luật của chết máy. Thế thì xe làm sao nó chạy được? Nhưng mà nó đan xen tổng hòa của các quy luật, cho nên triết học nó sẽ giải quyết được toàn bộ cái câu chuyện này, các quy luật. Chính vì vậy môn triết học là môn khó học nhất, nhưng cũng là một môn kinh điển nhất mà tất cả các trường đại học không thể bỏ. Tất cả mỗi con người không thể bỏ được môn triết học. Vì học triết học xong, nó mới giúp cho mình minh. Thì cái đấy gọi là trí tuệ giác ngộ. Tức là anh nhìn rõ các quy luật vạn pháp nó vận hành, người ta gọi là trí tuệ giác ngộ. Nhưng nó khó hơn nữa là trí tuệ giải thoát. Tôi hỏi các ngài, nếu mình hiểu luật doanh nghiệp là không được trốn thuế, phải nộp thuế cho nhà nước, nhưng mà làm vậy á thì mất 40 năm nó mới giàu. Nhưng mà trốn thuế mà trốn được ấy thì 5 năm nó đã giàu rồi. Như vậy có trí tuệ giác ngộ không? Có. Biết trốn thuế là sai không? Biết. Nhưng lòng tham nó che mờ mắt. Cho nên gì ạ? Trốn thuế. Và người ta bị với gì ạ? Bị chống lại quy luật tự nhiên. Thế thành ra lòng tham mới khiến cho họ vô minh. Chứ thực ra bảo họ có hiểu luật không? Họ hiểu chứ. Như vậy trí tuệ học hành là trí tuệ thông minh, hoàn toàn giúp cho chúng ta hiểu được luật của quy luật tự nhiên, luật của đời vận hành. Nhưng trí tuệ của giải thoát, tức là liệu rằng mình có bỏ lòng tham, mình có bỏ rằng tham sân si mạn nghi đi để sống đúng quy luật không, sống thuận theo tự nhiên không, thì cái đó gọi là trí tuệ giải thoát. Trí tuệ giải thoát. Như vậy tôi muốn chia sẻ là không bàn đến đạo nào hết nhé. Không bàn đến đạo nào hết, mà thuần túy chúng ta bàn đến con người. Thì con người sống trong tự nhiên chia làm 3 lớp người. Lớp người thấp nhất được gọi là lớp người vô minh. Họ làm cái gì? Họ không hiểu quy luật, mà họ chỉ làm mang tính sự vụ nhất thời, thấy gì làm đó, không biết có thuận theo tự nhiên, thuận theo lòng người, thuận theo trời đất hay không, mà chỉ thấy rằng đói thì móc ăn, còn vi phạm luật của trời đất chưa bàn, khát thì uống, thấy tiền của người ta đánh rơi thì dồn túi, thấy đi ăn cắp mà không ai biết thì cứ ăn cắp, không thấy tham ô mà giải quyết việc được cho thằng khác nó chạy việc, mà không biết vi phạm pháp luật nên cứ lấy, không. Thế thì những cái thứ đó được gọi là người vô minh. Nhưng người thứ hai là được gọi là lớp người minh, hay còn gọi là giác ngộ. Họ hiểu tất cả các quy luật, biết làm thế này là tham ô, biết làm thế kia là sai luật trời, biết làm thế này là sai lòng người, biết làm thế này là vi phạm pháp luật, biết hết. Nhưng người đấy là người minh, nhưng mà người đấy là lên voi xuống chó, không? Tức là chú gì ạ? Núp thì lên nhá, nhanh, nhưng mà bị người ta túm được thì chú tụt xuống. Nó như kiểu cái thằng mà kiểu trốn bờ rào đi nhảy ra ngoài ấy, nếu mà bị người ta bắt được thì người ta giật lại ngay thì đưa vào xử. Nhưng mà ngược lại nếu không bắt được nó thì bao giờ nó cũng nhảy ra đường trước. Trước cái thằng đi vào đường cổng mở khóa đàng hoàng, đúng không? Thế thì như vậy là nó mới sinh ra cái người gì ạ? Minh nhưng mà không giải thoát, mà chúng ta hay gọi là Atula đấy. Atula dưới. Dưới là người rất là thông minh, nhưng mà toàn dùng trí thông minh vào chống lại quy luật tự nhiên. Ví dụ tìm cách lách luật thuế, tìm cách buôn lậu để người buôn lậu không bắt được, quan chức không bắt được, tìm cách tham ô
móc ngoặc để lách luật, lách pháp luật. Tức là những người đó họ dùng toàn bộ trí tuệ vào cái việc mà gì ạ? Lách luật, lách các quy luật tự nhiên. Nhưng mà nên nhớ, việc gì không làm thì không ai biết, chứ làm thì trời biết, đất biết, và đặc biệt nghiệp của mình biết, thói quen xấu của mình nó hình thành. Và cái người mà khi họ biết hết và họ sống tĩnh tại, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên, thì người đó được gọi là người giải thoát. Như vậy nó chỉ chia làm ba lớp thôi, ba lớp. Cho nên nhân bất học bất chi lý, tức là không học thì không có phần giác ngộ, không có phần minh, không hiểu quy luật gì hết. Nhưng học hiểu tất cả các quy luật rồi, nhưng mà dùng cách hiểu quy luật để làm bậy, để lách luật thì thoát, thì bạn vượt lên rất nhanh. Nhưng quy luật trời đất khi đủ thói quen xấu thì bị trả nghiệp, tức là lúc bấy giờ bị bắt. Thì tất cả những thứ bạn làm ra nó về không. Nó y như thời kỳ của năm 2023 này mà. Tức là toàn bộ thời kỳ trước ông có thể làm nhập nhèm, ông có thể chơi với quan chức, ông có thể là sân sau, ông có thể là bitcoin, ông có thể là cổ phiếu, ông có thể là bán trái phiếu, ông có thể hoàn toàn là hoàn bất động sản. Thì cái việc ông trở thành mà các nhà tài phiệt hoặc giàu có là hoàn toàn có cửa. Nhưng thói quen đấy nó đã ăn sâu vào đầu ông. Khi mà nền kinh tế nó trở thành minh bạch, nó rõ ràng, thời kỳ mà nền kinh tế quản trị số nó xuất hiện thì tham ô không còn được nữa. Rồi là ba cái chuyện sân trước sân sau không còn được, ba cái chuyện trốn thuế không còn được, thì bắt đầu các chú bị lúng túng. Mặc dù có tiền nhưng đời sống rất là đau khổ. Đấy, thế thì tóm lại là bạn chọn vô minh, minh hay giải thoát là do bạn. Còn trời đất vẫn thế, quy luật vận động của lòng người, của xã hội vẫn thế. Dù chúng ta có được sinh ra hay không sinh ra, chúng ta có sang Mỹ hay sang Nhật hay không sang, thì mọi thứ quy luật này nó vận hành thế. Và chúng ta chỉ là một phần tất yếu, một phần rất nhỏ, một tế bào rất nhỏ của cả cái vũ trụ này thôi. Thì nhiệm vụ của chúng ta hãy vận hành thuận theo tự nhiên, thì chúng ta sẽ được giải thoát. Nhưng trước khi thuận theo tự nhiên thì phải hiểu quy luật tự nhiên gọi là minh. Như vậy muốn minh thì học được, còn muốn giải thoát thì hoàn toàn do tâm thức của mình mang từ kiếp trước sang, thói quen muốn, thói quen nghĩ, thói quen làm. Rồi ạ, xin cảm ơn anh Quang Hoàng và chúc cả nhà chúng ta đạt đến tận cùng của sự giải thoát. Giải thoát không phải ở đâu xa, ở chính đây, ở chính thời khắc này. Và chúng ta đón nhận quy luật tự nhiên và làm thuận theo tự nhiên. Rồi xin cảm ơn Quang Hoàng. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi. Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.